Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong thời lượng bản tin của ngày hôm nay. Chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính có trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, tại thảm họa siêu và dòng bạch tuộc số 2 lao nhanh như một tia chớp với vận tốc 260 km/h, đe dọa trực tiếp tới an nguy của con đập Tam Hiệp, khiến hàng trăm triệu người dân của Trung Quốc chạy toán loạn lên khu du lịch quản lý Trường Thành để trú ẩn. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, tình hình lũ lụt, động đất, sạt lở ở nước này vẫn đang căng như dây đàn. Khi hôm qua, siêu vòi rồng mang tên Bạch Tuộc số 2 di chuyển với vận tốc khá nhanh lên tới 260 km/h và tâm điểm của nó hướng đúng vào bốn nơi được cho là quan trọng bậc nhất của Trung Quốc, đó chính là thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Nam, tỉnh Tứ Xuyên và con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam cho biết, những nơi mà siêu vòi rồng trên đi qua đều gây thiệt hại vô cùng nặng nề, nhiều nơi bị nó càn quét trở nên tan hoang và thê thảm. Tờ báo của Trung Quốc còn chụp được những hình ảnh qua vệ tinh cho thấy vòi rồng Bạch Tuộc số 2 đã cuốn trôi 180 ngôi nhà, 2098 xe ô tô và xe buýt, đánh sập một nhà ga, cuốn bay rất nhiều biển hiệu quảng cáo, làm tan nát một khu công nghiệp, làm nứt vỡ một đoạn đê thuộc nhánh sông Trường Giang, khiến cho hơn 400 triệu người dân ở thành phố Vũ Hán, Trùng Khánh, Hồ Nam, Hồ Bắc, Quảng Đông, Quảng Tây, Sơn Đông và thành phố Tứ Xuyên chạy toán loạn lên đỉnh núi cao để trú ẩn. 2/3 trong số đó đã chạy lên điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc mang tên Vạn Lý Trường Thành để lánh nạn. Một số thì chạy về những miền quê xa xôi, số còn lại lên tận vùng Mông Cổ. Thiệt hại ban đầu do siêu vòi rồng Bạch Tuộc số 2 gây ra ước tính lên tới khoảng 4,5 tỷ đô la Mỹ. Hiện giới chức của Bắc Kinh đang rất bối rối. Họ không hiểu vì sao 43 ngày đêm vừa qua, nước họ luôn hứng chịu sự nổi dậy của thiên nhiên, của đất và của trời. Theo ông Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc, Trần Long cho biết đây là hiện tượng nguy hiểm lớn nhất trong lịch sử của Trung Quốc gần 1.000 năm trở lại đây. Ông Giám đốc Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc còn nói tiếp, Bắc Kinh không hề ghi nhận hiện tượng nào cực đoan và nguy hiểm như năm nay. Phải nói rằng, mấy năm nay là những năm định mệnh của Trung Quốc. Bắc Kinh đã phải trải qua nỗi đau thấu xương do dịch bệnh Covid-19 tàn phá. Thì năm nay, mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần, bão tố phong ba mịt mờ đang ập tới Trung Quốc. Vào hôm qua, vòi rồng Bạch Tuộc số 2 lại tiếp tục càn quét. Bắc Kinh liên tục trong hơn một tháng vừa qua không ngừng nghỉ lũ lụt, dông lốc liên tiếp dội lên đầu của Trung Quốc, làm cho nền kinh tế của nước này đã thiệt hại nặng nề, nay lại bị lụi tàn theo thời gian. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu cứ đà này tiếp tục xảy ra, khả năng người đứng đầu của chính phủ Trung Quốc, ông Tập Cận Bình sẽ phải từ chức vì những áp lực trong suốt thời gian vừa qua, như từ trong ra ngoài. Các thế lực thù địch luôn muốn nhòm ngó, đánh chiếm Trung Quốc, cộng thêm thiên tai dịch bệnh hoành hành, làm cho người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc mất ngủ triền miên, tóc mỗi ngày bền bạc. Và khả năng ông ta sẽ từ chức là rất có thể. Tập được cho là sẽ gửi lời xin lỗi sâu sắc tới hơn 1,4 tỷ dân Trung Quốc. Đồng thời, ông cũng gửi lời xin lỗi tới các nước trong khu vực ở Biển Đông, xin lỗi tới cộng đồng quốc tế, nhất là Ấn Độ và Mỹ, vì thời gian vừa qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Tập Cận Bình, Trung Quốc đã làm những điều trái với luân thường đạo lý, làm cho nhiều người dân của Trung Quốc phải khổ sở, sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Dù lũ lụt, hạn hán nhưng ông vẫn không từ bỏ tham vọng xâm chiếm Biển Đông và xâm chiếm lãnh thổ lãnh hải của các nước. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà Trung Quốc đánh mất hết lòng tin với thế giới. Các nhà phân tích cho rằng giờ Trung Quốc là một trong những nước lớn mạnh trên thế giới, nhưng giờ đây trong mắt cộng đồng thế giới, Trung Quốc chỉ là một nước chuyên đi ăn cắp bản quyền sở hữu trí tuệ, chuyên đi gây gổ, gây hấn đánh nhau nhằm xâm chiếm lãnh thổ lãnh hải của các nước, nhất là khu vực Biển Đông, biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan. Nghe tới đây, chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng tại sao nhiều nước trên thế giới ghét bỏ Trung Quốc và quay lưng lại với Bắc Kinh đến như vậy. Xin thưa với quý vị rằng tất cả đều do nguyên nhân và có lý do chính đáng của nó. Đây là do những đường lối sai trái và những chỉ đạo sai lầm của ông Tập mà ra. Chính quyền của ông Tập đã đem quân đội của Bắc Kinh đi gây chiến với hầu hết các nước trong khu vực quanh mình. Và khi hạn hán, lũ lụt, động đất, sóng thần xảy ra trong suốt hơn một tháng qua, không một ai, không một nước nào ra tay giúp đỡ Trung Quốc. Họ đều quay lưng lại với Bắc Kinh hiện tại. Chỉ có một nước duy nhất trên thế giới kề vai sát cánh với Trung Quốc, đó là chính phủ
Campuchia, người ta cho rằng Thủ tướng Campuchia Hun Sen và ông Tập Cận Bình được cho là rất thân thiết với nhau. Đây chính là một trong những lý do mà vì sao một bài phát biểu ở thủ đô Bắc Kinh, ông Tập đã nhấn mạnh rằng Campuchia là một trong những nước thân cận tuyệt đối với Trung Quốc và Trung Quốc sẵn sàng bảo vệ Campuchia trên tất cả các lĩnh vực và trên tất cả các mặt trận. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, hiện Trung Quốc đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thử thách, với tất cả thử thách đối với cả mẹ thiên nhiên. Trong những ngày vừa qua liên tục có mưa to, mưa rất to, gió giật mạnh liên tục ập xuống đầu phía Trung Quốc, làm cho ngập lụt xảy ra ở khắp mọi nơi. Có những nơi trũng lên tới 3-4 mét, còn những nơi ngập sâu lên tới 9-10 mét. Những ngôi nhà xây 5-7 tầng bây giờ chỉ còn thấy nóc nhà mà thôi. Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình bỏ mặc nhân dân quan tâm tới việc hạn hán lũ lụt kể trên. Ông ta vẫn nhăm nhe đem quân đội của mình đi khiêu khích, gây chiến với các nước trong khu vực và trên thế giới. Không một ai dám đối đầu với Trung Quốc ngoài nước Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Mỹ, ông John Biden cũng chưa trừng trị được tận gốc phía Bắc Kinh. Chính vì vậy mà các nhà phân tích cho rằng trời và đất, mẹ thiên nhiên đã chút cơn giận dữ để trừng phạt Trung Quốc một cách thích đáng. Và đó chính là nhân quả báo ứng và hoàn toàn chính xác ở một thế giới công bằng như ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, hầu hết cộng đồng trên toàn thế giới những ngày vừa qua đều rất thông cảm cho người dân của Trung Quốc đại lục, bởi vì họ là những người dân vô tội, họ không đáng bị trừng phạt. Người cần được trừng trị ở đây là ông Tập Cận Bình, người đứng đầu chính phủ Bắc Kinh, luôn muốn đưa Trung Quốc lên ngôi đế vương thế giới, vượt qua Mỹ và Nga. Chính vì thế mà ông ta bất chấp tất cả, ông ta chỉ cúi đầu khuất phục trước mẹ thiên nhiên, trước Đức Chúa Trời mà thôi. Và trên con đường danh lợi, ông có tham vọng luôn muốn đưa Trung Quốc đại lục xoán ngôi vương của thế giới. Ông ta đã quá nóng vội và mắc quá nhiều sai lầm, vì thế mà bây giờ thiên nhiên đã ra tay trừng trị Trung Quốc, và đây chính là bài học sâu sắc cho chính quyền của ông Tập. Hy vọng sau đợt trừng phạt của mẹ thiên nhiên, Trung Quốc sẽ nhìn nhận lại được những tội lỗi sai trái của mình, và trong tương lai chính quyền của ông Tập hy vọng sẽ là đối tốt với người dân của mình, cũng như không đi gây hấn với các nước láng giềng xung quanh mình, đặc biệt là không đi xâm chiếm Biển Đông. Và chỉ có như vậy Trung Quốc mới được sống trong yên bình. Còn nếu không, trời đất và mẹ thiên nhiên sẽ tiếp tục nổi giận và đánh sập con đập tam hiệp của phía Trung Quốc. Khi đó Bắc Kinh sẽ bị xóa sổ và chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ không bao giờ tồn tại trên thế giới này nữa. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất hay mà hôm qua tờ báo Tokyo của Nhật Bản đưa tin về thành phố Vũ Hán trong thời gian vừa qua với tiêu đề "Thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc trong 3 tháng vừa qua gặp rất nhiều những cái đen đủi. Khi dịch bệnh chưa qua, lũ lụt đã đến, người dân thì oằn mình chịu đựng." Tờ báo Nhật Bản mô tả chi tiết, năm nay là một trong những năm vô cùng khó khăn, đen đủi và khắc nghiệt tàn khốc với người dân Trung Quốc. Khi dịch bệnh Covid-19 chưa qua thì lũ lụt, hạn hán, sóng thần, động đất ập đến thành phố Vũ Hán, miền trung của Trung Quốc, được biết đến trong vài ngày qua đã hứng chịu những trận mưa lớn, mưa rất lớn. Mưa như chút nước xuống thành phố này đã khiến cuộc sống của người dân vô cùng vất vả. Họ đang phải chống chọi với đại dịch Covid-19 mà lại còn phải hứng chịu cảnh lũ lụt. Người dân sống trong cơ cực, sống trong cảnh màn trời chiếu đất lầm than, nhà cửa tan hoang và luôn trong tình trạng lo sợ. Trong những ngày vừa qua, lượng mưa tối đa vượt 250mm đã khiến nhiều đoạn đường bị ngập và mực nước đã vượt mức cảnh báo. Một số nơi mưa lớn được cho là dự báo tiếp diễn trong những ngày tới. Vì thế, tình hình thành phố Vũ Hán đang rất khổ sở. Trước tình hình căng thẳng như vậy, cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán ở thành phố này buộc phải phát ra một thông báo khẩn cấp, nâng mức ứng phó khẩn cấp từ cấp 2 lên mức độ cao nhất trong hàng báo động. Về phía địa phương thì thị trưởng của thành phố Vũ Hán, ông Chu Tinh Lượng đã cam kết rằng công tác phòng chống lũ lụt sẽ không ảnh hưởng tới sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19. Vì vậy, không phải lần đầu tiên thành phố này rơi vào tình cảnh như này. Năm 1998, trận lũ lịch sử đã xảy ra trên lưu vực sông Trường Giang khiến thành phố bị ảnh hưởng nặng nề. Dù cam kết công tác phòng chống lũ lụt không ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng chính quyền địa phương vẫn có rất nhiều điều trăn trở. Cụ thể, thành phố miền trung của Trung Quốc này là nơi khởi dịch Covid-19 vào cuối năm 2019 và là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do đại dịch ở Trung Quốc. Lũ lụt diễn ra sau đại dịch khiến giới chức của nước này lo ngại.
vấn đề khắc phục kinh tế ở thành phố Vũ Hán trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Trong những tháng vừa qua, những đen đủi liên tục bủa vây thành phố Vũ Hán nói riêng và Trung Quốc đại lục nói chung. Tuy nhiên, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, những trận mưa lớn trong vài tuần tới, đặc biệt là nửa cuối tháng này, vẫn tiếp tục diễn ra một cách dày đặc. Điều này sẽ là rất nguy hiểm, bởi vì lũ lụt ở thượng nguồn con đập Tam Hiệp cũng như con sông Tử sẽ tiếp tục đổ về các thành phố và các tỉnh thành phía nam của phía Trung Quốc. Và các diễn biến liên quan tới tình hình trên, chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị có một ngày tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Kính chào và hẹn gặp lại. Những điểm tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.